Xin chào tất cả bà con. Thì trong thời gian vừa qua thì công ty Xenon Solar cũng đã có giới thiệu cho quý khách rất là nhiều cái mẫu đèn sử dụng ở trong nhà. Tuy nhiên là cái dòng đèn vẫn đang được nhiều khách hàng quan tâm nhất vẫn là cái dòng đèn pha chống chói TA400W này. Thì với chiếc đèn 400W nó sẽ có cái diện tích bao phủ rất là rộng, tới khoảng tầm 100-120m² thì đèn nó vẫn có thể bao phủ độ sáng rất là tốt. Thì theo đánh giá khách hàng thì khi mà sử dụng chiếc đèn thì họ thấy là chiếc đèn có thể sáng được trên 12 tiếng luôn. Thì mới cũng rất là vui khi mà cái sản phẩm mà công ty Xenon Solar giới thiệu quý khách lại được rất nhiều sự ủng hộ. Đây là một cái dòng đèn năng lượng mặt trời có thiết kế phải nói là nó siêu mỏng luôn. Đây. Thì cũng có rất nhiều khách hàng khi mà mới vừa xem một video của My thì họ sẽ thắc mắc là ủa vậy thì pin chứa của nó nằm ở đâu? Pin nó được bao nhiêu mà sao cái đèn nó mỏng như vậy? Liệu là nó có đủ được 12 tiếng hay không? Thì ngày hôm nay My cũng sẽ làm một cái video để cho khách hàng có thể xem cùng My về cái linh kiện ở bên trong chiếc đèn này, để xem là chiếc đèn này nó đang sử dụng pin gì mà tại sao chiếc đèn nó lại mỏng như vậy ha. Trước khi mà tháo cái đèn ra thì My xin phép là My giới thiệu lại một xíu về phần thông số kỹ thuật của chiếc đèn chống chói TA400W này cho quý khách ha. Thì với cái thiết kế của chiếc đèn này thì nó cũng sẽ có phần vỏ làm chất liệu nhôm hợp kim đúc cực kỳ cứng cáp và chắc chắn. Và về chip led của đèn thì nó cũng sẽ được bao phủ với một cái phần gương cầu lồi ở phía trước. Thì với cái thiết kế gương cầu lồi nó sẽ giúp cho chiếc đèn khi mà bật sáng lên nó sẽ lan tỏa cái độ sáng ra rộng hơn. Và diện tích chiếu sáng của đèn này thì theo thực tế khi mà My test thì nó cũng có thể là bao phủ được trong diện tích khoảng từ 120m² đổ lại nha. Có phần vỏ nhôm đúc và cũng đạt cấp bảo vệ tiêu chuẩn, cho nên là với khách hàng có thể vừa sử dụng chiếc đèn này trong nhà cũng được, hoặc là với khách hàng cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời sử dụng ngoài trời thì cũng có thể cân nhắc chiếc đèn này luôn. Bên trong chiếc đèn này thì đang chứa dung lượng pin là 40.000 mAh. Và hiện tại thì chiếc đèn này đang sử dụng cái tấm pin poly 5V 50W. Cái dẫn kết nối từ đèn với tấm pin thì nó sẽ có chiều dài là 5m, đảm bảo cho quý khách là có thể dễ dàng lắp đặt đèn vào tấm pin. Tuy nhiên là cũng có một số nhà của vị khách hàng thì cũng sẽ có cái khoảng cách lắp đặt pin và đèn xa hơn. Thì nếu khách hàng nào cần nối dây dài thêm thì cũng có thể là liên hệ với công ty để chúng tôi có thể nối với tất cả quý khách hàng. Chứ đừng tự ý cắt dây ra nối. Nếu khách hàng tự ý cắt dây ra nối là công ty Xenon Solar sẽ không bảo hành nha. Với cái tấm pin năng lượng mặt trời 5V 50W này nó sẽ có kích thước là 658 nhân 338mm. Với một kích thước nhỏ gọn nhưng mà chiếc đèn TA400W này nó cũng có chọn lọc rất là kỹ lưỡng về nguồn linh kiện bên trong, cho nên là vẫn đảm bảo với khách là sử dụng được trên 12 tiếng. Tuy nhiên là có thể lắp đặt ở mọi vị trí, mọi không gian, từ trong nhà tới ngoài trời đều được. Và bây giờ không để cho khách hàng chờ lâu hơn nữa, My sẽ tháo linh kiện bên trong đèn ra cho khách hàng xem qua chi tiết hơn về ở bên trong đèn luôn ha. Thì với chiếc đèn này nó sẽ được cố định bằng những cái con ốc ở phía sau, tụi khách hàng chỉ cần bạn muốn nó ngoài ra là được. Với chiếc đèn TA400W này nó đang cố định bằng 18 cái con ốc ha. Mình mới vừa tháo xong nè. Bây giờ mình sẽ cho quý khách hàng xem qua linh kiện bên trong chiếc đèn. Và đây chính là những cái linh kiện bên trong chiếc đèn TA400W. Thì ở trong này nó cũng sẽ có cái thiết kế khá là đơn giản. Thì ở đây sẽ là cái phần pin thẻ nè. Dung lượng pin là 3V 2/40.000 mAh nè. Có ngày sản xuất của cái pin này. Và đây sẽ là cái chip led để đây là cái phần chip led nè, tại vì mình không có mở ra. Đây là chip led nè. Đây bị led và những cái sợi dây kết nối từ cái mạch điều khiển vào với cái pin và chip led như thế này. Cái thiết kế ở bên trong thì nó cũng khá là đơn giản, tuy nhiên là cái phần ăn điểm nhất nó vẫn là cái phần pin thẻ này ha. Và với khối lượng pin thẻ với dung lượng là 3V 2/40.000 mAh này thì vẫn đảm bảo cho quý khách là sử dụng được ở trên 12 tiếng, và tối đa chiếc đèn này có thể đảm bảo được là 20 tiếng lận nha. Nên là nếu khách hàng nào cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời vừa sử dụng trong nhà được, vừa sử dụng ngoài trời được, không có chói mắt, thì khách hàng có thể cân nhắc cái dòng đèn pha chống chói TA400W này. Tôi mới vừa cho khách hàng xem qua về phần chi tiết ở bên trong của chiếc đèn TA400W. Thì với chiếc đèn năng lượng mặt trời nhỏ gọn nhưng mà My xin nhắc lại lần nữa là đèn nó vẫn có thể đảm bảo với khách là sử dụng được trên 12 tiếng, và tối đa thì nó có thể xài được tới 20 tiếng lận. Cho nên là nếu khách hàng nào cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời có độ sáng tốt, bao phủ rộng, không chói mắt thì hãy cân nhắc chiếc đèn TA300W hoặc là 400W này ha. Và với mức giá bán của chiếc đèn TA400W thì hiện tại công ty Xenon Solar đang bán ở thị trường với mức giá là
1.980.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Và nếu khách hàng nào có quan tâm, có nhu cầu mua đèn thì nhanh tay liên hệ ngay với công ty Xenon Solar qua số hotline được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng nhất ha. Và video ngày hôm nay của My cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Đừng quên nút đăng ký kênh để có thể đón theo dõi video kế tiếp của My nha. Xin chào và hẹn gặp lại.